Chào các bạn trên YouTube, chào các bạn trên Facebook. Hôm nay mình kho thịt, kho tàu với trứng. Đây là trứng mình qua mình luộc nha các bạn. Mình có trứng cút với là tại vì mình luộc trứng cút chung luôn để mình làm bánh bao. Mình kho cái thịt này thì mình để lại cho con mình ăn, mình về Việt Nam. Rồi mình chia ra từng phần nhỏ mình để trong cái freezer á, để nó đi làm á, rồi cái thỉnh thoảng nó lấy món này món kia ra nó hâm lại nó ăn nó đi làm. Trước khi mình về Việt Nam mình làm cho nó một số đồ ăn để tiện khi nào nó không có thời gian nó thì nó sẽ có thức ăn nó mang theo đi làm nó ăn. Đây là trứng vịt, còn trứng cút thì mình luộc để mình ngày mai mình làm bánh bao á các bạn, mình luộc chung cho nó tiện. Các bạn nhớ là lưu ý là khi mình luộc trứng á, các bạn nhớ là mình phải để một tí muối vô với một miếng giấm, thì khi mình luộc cái trứng lên á nó rất là dễ tróc, mình lộn sẽ không bị bể. Đó là bí quyết đó các bạn. Thì các bạn, hôm nay mình kho với 1,5 kg thịt các bạn. Thịt đây là miếng thịt đùi. Miếng thịt đùi này mỡ nó cũng ít nè các bạn. Đùi, nhưng mà đùi này thì giống như đùi gõ ở Việt Nam vậy đó. Thành ra có lớp mỡ ít đây. Còn đây là miếng ba rọi. Miếng ba rọi này cũng chặt lắm các bạn. Các bạn thấy mình đã rửa sạch với giấm với muối và rửa qua nước sạch. Rất là sạch rồi. Bây giờ mình cắt khúc ra. Đó, rồi mình trụng sơ qua nước gừng với củ hành để cho nó không có hôi cái mùi heo các bạn. Nhưng mà trước khi trụng thì bây giờ mình cắt ra. Mình cắt miếng ra thành từng miếng cho nó vừa ăn. Tùy theo các bạn thích cắt lớn cắt nhỏ nha. Như miếng thịt như vậy nè. Mình cắt một miếng khoảng bị lớn vậy nè các bạn. Đây. Thấy miếng bị lớn vậy là mình kho thịt kho rượu là vừa rồi. Đó. Miếng thịt này nó dễ, rất là dễ cắt. Mình cắt ra làm 4 miếng. Này, các bạn thấy cái miếng ba rọi tuy và tuy nó thấp nhưng mà nó rất là chắc này các bạn thấy không? Đây. Nó chắc lắm. Thành ra cái miếng mỡ của mình nó chắc vậy là mình dễ mình kho nó rất là ngon. Mình trụng sơ qua nước đó để mình kho, khi mình kho nước nó không bị đục nước nè. Các bạn thấy cái miếng thịt không? Rất là ngon. Đó. Rồi, các bạn thấy miếng thịt ngon lắm. Cái miếng thịt này nạc nhiều. Mình cắt ra. Mấy cái mà hơi về nhầy chút mình bỏ đi nha các bạn. Mình bỏ. Đây. Ồ, các bạn thấy miếng thịt cũng ngon ha. Rất là ngon. Kho nó mềm lắm. Đây. Các bạn thấy không ngon. Đó. Mình kho cái miếng mình kho nhỏ quá. Kho nhỏ quá thì nó không còn là kho rượu nữa. Đây các bạn thấy nè. Kho rượu thì mình phải kho cái miếng nó to to, miếng nhỏ quá kho nó dụng thành ra giống như mình kho bình thường, kho tiêu hay là kho gì đó thành cắt nhỏ. Còn mình kho rượu thì ngày xưa là má mình dạy là kho là cắt miếng lớn lớn như vậy kho ra. Mà ngày xưa mấy bà xưa rất là kỹ nha. Còn phải đi miếng thịt nào mà nó hơi mềm tay chút ha là phải lấy cái dây cột chiếc thập lại đó, cho nó gọn, nó đứng vô miếng thịt vậy đó các bạn. Còn bây giờ thì mình dễ rồi, mình không có cần phải cột. Rồi bây giờ đây là củ hành tím băm, đây là 2 muỗng canh hành tím băm, đây là 1,5 muỗng canh tỏi băm, đây là ớt băm và thêm mấy trái ớt để nguyên vậy nè. Ví dụ ai thích ăn cay thì nó sẽ dầm ra, mình để nguyên vậy đó các bạn. Gồm có 2 lon nước dừa, 2 lon nước dừa tươi, nước mắm, tương ớt, tiêu, đường, bột nêm, muối. Rồi,
Bây giờ mình đi bắt cái nồi nước lên. Sau khi mình rửa trứng thì mình luộc trứng xong rồi mình đi bắt cái nồi nước lên để mình trụng cái thịt đó nha các bạn. Đây mình bắt cái nồi nước lên mình luộc thịt đó các bạn, mình trụng thịt cho nó đừng có hôi á. Nước sôi rồi. Mình bỏ vô trong đó là mấy cái miếng củ hành nè các bạn, mấy củ hành tím á. Với lại rượu. Uống rượu để thịt nó không bị hôi. Đây là mình xài rượu vodka đó các bạn. Trong nấu ăn. Mình cho vô đây khoảng 1 muỗng canh các bạn. Hoặc 1 muỗng canh. Một muỗng canh rượu nó ăn để nó sẽ thể ra cái nó sẽ tạo cái mùi thơm cho thịt heo nha các bạn. Thịt heo bên Mỹ này mình nếu mà các bạn nào mà ăn không quen nó có cái mùi ngộ lắm. Mình cũng không hiểu sao nữa, nhưng mà khi mà mình làm như vậy rồi thì nó sẽ không còn tanh nữa. Bây giờ mình đi trụng thịt. Nước nó sôi rồi thì mình bỏ thịt thì mình trụng nha các bạn. Đây. Đây mình trụng nhanh. Mình trụng nhanh chứ không phải cần trụng lâu. Nhưng mà làm như vậy thì khi mà mình kho miếng thịt đó các bạn, nó sẽ thứ nhất là nó sẽ thơm và cái gì nữa là nó sẽ không bị đục nước. Thịt heo bên đây thường là làm cái gì mình cũng phải trụng sơ. Nó không phải là trụng như vậy mà nó ra nước hết nước ngọt, nó không phải vậy. Các bạn chỉ trụng sơ thôi thì nó sẽ ra hết cái mùi tanh. Mùi hôi của con heo đặc trưng của bên Mỹ. Mình không biết ở các nước khác sao, nhưng mà khi mình qua đây thì mình biết là cái thịt heo ở đây là nó có cái mùi ngộ lắm. Nhưng mà mình làm như vậy thì nó sẽ hết, nó sẽ bình thường. Nhưng mà ăn thì mình không có sợ. Ăn thì mình không có sợ là chất này chất kia, chất độc rồi này kia, thì cái đó là mình an tâm hơn. Khi mà nước vừa sôi lại là mình vớt ra được rồi các bạn. À, mấy miếng này là mình bỏ vô trước là được rồi đó các bạn. Mình cho vô thau nước. Thì mình phải rửa nước lại một lần nữa. Rồi mình tắt lửa, mình đem ra mình rửa lại một lần nước nó sẽ sạch rồi mình bắt đầu mình ướp. Đây, các bạn thấy không? Nó ra thì nó sạch trơn, nó trong vắt cái nước ha. Mình chỉ để ráo lại thôi. Rồi tiếp đến bây giờ mình ướp thịt nha các bạn. Sau khi thịt mình trụng xong rồi nó như vậy, mình lau khô. Rồi bây giờ mình ướp nha các bạn. Cái 1,5 kg thịt này á, mình ướp vô đây. Cho vô đây nửa muỗng cà phê muối. Nửa muỗng cà phê muối. Một muỗng cà phê bột nêm gà chicken powder, mình cho vô đây. Một muỗng canh là tất nhiên 2 muỗng cà phê đường các bạn. Tiêu thì các bạn cho một chút xíu thôi, chút
xíu thêm thôi, đợi chút xíu mình có ớt nha. Đây là nước mắm. Nước mắm này mình mua nước mắm của Thái, mình mới xài thử thôi. Mình ướp vô đây, mình cho vô đây là hai muỗng canh nước mắm đi các bạn. Nước mắm này mình nêm thì mình thấy nó hơi lạc á. Rồi mình cho vô đây một muỗng canh tương ớt để nó tạo màu đẹp nha các bạn. Đây là nước màu, các bạn tùy theo nước màu của các bạn ha. Mình cho vô đây khoảng một muỗng cà phê nước màu. Rồi đây là mình cho vô hành nè các bạn. Mình cho vô hết cái phần hành này. Tỏi bầm mình cũng cho vô hết nha các bạn. Đây, tỏi bầm. Cái này ớt bầm, còn đây là tỏi bầm nha các bạn. Rồi mình cho hết vô đây. Mình trộn lên, trộn đều lên rồi mình ướp cho trong thịt. Vậy đều lên hết rồi thì mình ướp cho trong này nha các bạn, ướp cho trong thịt. Mình sẽ trộn đều nó lên. Rất là thơm luôn các bạn. Nhưng mà các bạn đừng có sợ nha. Khi mà mình ướp cho nó thấm xong rồi đó, thì lúc mà mình để vô để mình rán mấy cái da cái thịt cho mà khi mình kho nó không bị rớt cái da ra đó, thì mình cái mấy cái hành này mình sẽ vớt trở lại. Mình để đây nó thấm, cho nó thấm khoảng 30 phút đi các bạn. Nếu các bạn có thời gian thì để nó lâu hơn. Nhưng mà mình còn trong quá trình mình kho nữa thì nó sẽ thấm vô thôi. Mình để khoảng 30 phút được rồi. Mình đem đi áp chảo thịt nha các bạn. Rồi bây giờ mình mở lửa lên để mình áp chảo thịt nha các bạn. Mình mở lửa nhỏ thôi. Mình cho vô đây khoảng 2 muỗng canh dầu nha các bạn. Mình cho vô đây 4 muỗng cà phê đường. 2 3 4 muỗng cà phê đường các bạn. Mình lấy đũa nhỏ nhỏ thôi nha các bạn. Đây các bạn thấy ha, cái màu nó lên cái màu nâu rồi. À,
Thế nó lên cái màu nâu rồi ha. Thì bây giờ mình tắt lửa đi, mình tắt lửa để cho nó cháy. Mình cho vô đây khoảng một muỗng canh nước tương. Một muỗng canh nước mắm nữa các bạn. Rồi bắt đầu mình mở lửa lại, mình để thịt lên nha các bạn. Mình mở lửa medium thôi. Mình để thịt vô. Khi mình để thịt vô mình cũng quét bớt mấy cái tỏi hành mà mình ướp với các bạn nha. Mình cho cái da này xuống nè. Bạn cho mình ra xuống, các bạn bớt lửa, lửa rất nhỏ nha các bạn. Bạn làm như vậy thì khi mà mình kho xong cái da của nó, khi lúc mình kho rượu nó sẽ không có bị, cái da nó không bị gấp. Để khi mình rượu quá nó bị gấp hết trơn. Cái này giống như mình áp chảo cái da nó vậy các bạn. Như các bạn thấy mấy cái miếng thịt của mình nó sắp được rồi, nó vàng lên rồi. Đây, cái da nó vàng hết rồi các bạn ha. Đây, các bạn thấy cái da nó vàng lên rồi. Khi mà cái da nó già lên là nó được rồi đó các bạn. Nó vàng sậm gì nó vô nước nó sẽ dợt hơn nha các bạn. Đây các bạn đừng có sợ, đây nó vàng gì vô nước nó sẽ dợt hơn. Bây giờ mình cho nó rút vô hết đây, mình cho nước dừa vô đây. Đây mình cho vô 2 lon nước dừa. Cái loại nước dừa này thì nó có cái nha các bạn, mình lưu ý ra các bạn nhớ là khi cho vô các bạn phải cho qua cái luộc. Các bạn nhớ cho qua cái luộc tại vì cái nước dừa này nó có cái. Nó có cái nhỏ 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 mình uống nó rất là ngon, nhưng mà khi mình xài cái này là các bạn nhớ lưu ý là mình phải cho nó vô cái luộc để không cái cái của dừa đó nó rớt ở trong này. Nó sẽ làm đục nước mà nó sẽ làm cho cái nước nó không có đẹp. Còn cái cô Vorico á thì nó không có bị, nó không có cái mình ra nó dễ, nhưng mà cái nước vừa đầy thì nó ngọt hơn cái cô Vorico. Cái cô Vorico kia thì nó bị, nó dễ bị. Mình cho nó sôi lên xong là mình cho qua cái nồi. Nồi nước mình nó phát bên kia đó các bạn. Một lớp nước. Mình cho với 1,5 cái thịt thì mình cho 2 lon. Rồi bây giờ bên trên cái chảo nó sôi, nó rút nước dừa vô. Bây giờ mình cái nồi bên nước bên đây nó cũng sôi rồi các bạn. Các bạn cho vô, cho gấp thịt nó sang qua cái nồi này nha. Các bạn thấy không, cái da nó rất là vàng. Thì khi mình kho lên cái miếng da nó rượu mà nó không có bị rách miếng da các bạn.
mà cái miếng thịt của mình nó rịu nhưng mà nó sẽ rất là ngon, nó sẽ bùi mà nó dai dai, nó không có bị, nó rịu nhưng mà nó rịu trong cái độ mà nó ngon chứ không phải là nó rịu mà nó nát ra nha các bạn. Còn cái cách kho trước, mình kho thì mình có kho với, khi các bạn thấy là mình có làm rồi cái video trước đó, thì mình kho là kho với cái nước nước xá xị hoặc là cái nước nước khúc Coca Cola, thì mình không cần làm nước màu, cái nước nó tự nó ra nó làm cho cái màu thịt mình nó đẹp. Rồi mình chế tất cả cái nước này vào nha các bạn. Này. Mình để nó sôi lên mình hớt bột. Rồi bây giờ cái nồi thịt của mình nó sôi lại, bây giờ mình bỏ trứng vô nha các bạn. Mình thả trứng vô. Các bạn nhớ hớt bột nha, hớt bột cho nước nó trong. Rồi thịt thịt nó sôi của mình sôi, mình hớt bột nha các bạn. Cái tỏi với ớt hồi nãy mà mình ướp đó các bạn, bây giờ mình để vô cái giá, mình để vô đây, mình có thể đó, ở đây mình để vô đây nó nóng, nó ra mình để vô đây, mình sẽ quậy lên đây, mình cho cái hương của nó ra cho hết. Nhưng mà cái xác mình sẽ lấy lại đó, làm như vậy thì nó sẽ thơm, mình không có bỏ, nó thơm mà nó không có làm cho lợn cận ở trong cái nước nồi nước thịt kho của mình nha các bạn. Rất là thơm, nó bay mùi thơm lắm các bạn. Hành, tỏi, rồi cái ớt, những cái gia vị này nó làm cho cái mùi nó thơm, rất là thơm luôn các bạn. Mình lấy vậy là nó hết rồi đó. Khi mà mình thấy cái củ hành với tỏi mà nó trong trong, tất nhiên là hết rồi đó. Các bạn thấy nó hết rồi đó. Nó ra hết cái tinh mùi ở trong đó, tinh dầu ở trong đó rồi. Đó. Là mình không có bỏ, mà làm như vậy thì nó sẽ không bị lợn cận trong cái nước nha các bạn. Rồi bây giờ trong cái nước này á, mình sẽ nêm thêm vô 4 muỗng cà phê đường, 1, 2, 3, 4 muỗng lưng lưng á các bạn, 4 muỗng cà phê đường. Các bạn cho vô đây thêm hơn nửa muỗng cà phê muối. Và một nước mắm, mình cho vô đây thêm 2 muỗng canh nước mắm. Tùy theo cái nước mắm của các bạn là nó mặn hay là không nha. Cái nước mắm này, nước mắm Thái mà sao mình thấy nó không có được mặn lắm. Thành ra mình cho nó thêm vô là 2 muỗng canh. Còn ví dụ như tùy theo các bạn cái nước mắm của mình, các bạn cho thêm ha. Ví dụ như các bạn cho vô cũng mức độ thôi, rồi các bạn nếm lại nó vừa thì các bạn ngưng. Tại vì mỗi cái loại nước mắm này nó khác nhau hết ha. Rồi bây giờ cái món này thì mình không có xài bột ngọt, thịt kho mình không xài bột ngọt, chỉ đường với nước mắm muối bột nêm. Giờ để nó sôi là các bạn nhớ hớt cái bọt thường xuyên để nó sẽ, rồi cho lửa nó vừa nó sẽ không có bị đục nước, với lại thịt nó sẽ từ từ nó mềm. Mình làm thì kho thịt kho rượu này là nó hết mấy cái video, mà mỗi cái video thì cái cách nó khác nhau. Ví dụ như các bạn nào thích cách nào mà tiện theo cho mình á thì các bạn làm, còn ví dụ như có cái nào hay hơn nữa thì các bạn góp ý mình học hỏi ha. Rồi giờ nó sôi lên mình có thể nếm, rồi mình từ từ mình cho lửa riu lửa để nó thấm vô cái miếng thịt của mình. Đây các bạn, cái nồi thịt kho rượu kho tàu của mình bây giờ đã được 1 tiếng 10 phút tổng cộng rồi các bạn.
Bây giờ mình được rồi đó, mình nêm nếm mà ngon được rồi. Bây giờ mình tắt lửa, mình múc ra. Mời các bạn cùng thưởng thức ha. Ăn với dưa cải, cơm nóng dưa cải. Đây, các bạn thấy ngon không? Ngon không? Giống nóng, giống chè quá vậy. Hả? Trời, nghĩ sao nó giống chè vậy? Chị thấy có trứng trên hả? Ơi thịt kho tàu. Thịt heo mà anh nói chè là sao vậy anh? Quá chừng ngon luôn. Kiểu này nhìn thấy cái miếng da nó ngon quá. Trứng cút cũng em tính kho trứng không trứng gà không à, nhưng mà thấy trứng cút Kho em tàu luộc là em tính làm bánh bánh bao đó, thấy ngon quá thôi em cũng để trứng cút vô nữa. kho tàu là kho rượu hay Kho rượu, kho tàu mà kho cách này khác. nhìn nhìn thấy giống nấu chè sữa nước quá. Tròn tròn trong hả? Rồi, xong rồi đó. Bây giờ á, các bạn hãy nhìn thấy nó ngon không? Đây. Đây mình ăn với bánh mì cũng ngon, bún cũng ngon, cơm nóng cũng ngon. Mấy trái ớt này là em để khi nào ăn, thích ăn thì dầm, dầm ra. Rồi, đây là xong rồi đó. Mời các bạn thưởng thức với mình nha. Đây là cái dĩa dưa chua. Ăn cái này còn thiếu dưa giá nữa. Ngày Tết là mình ăn là có dưa giá nữa. Đây là củ kiệu, dưa cải chua. Rồi mình làm dưa chua thì bông cải, cà rốt với ớt. Là các bạn mình ở đây cái món này là còn thiếu dưa giá, nhưng mà thôi ăn tạm tại cái này chưa phải ngày Tết, thôi mình ăn tạm cũng được rồi. Mời các bạn cùng thưởng thức với mình nha. Hôm nay mình không ăn với cơm mà mình ăn với bánh mì. Rồi, Rồi kết thúc video. video Đến đây thịt là kho tàu mà kho các bạn thấy cái da này rất là ngon, nó không có bị cái da nó không có bị rách, các bạn thấy không, mình hâm đi hâm lại nó cũng không bị rách luôn, rất là ngon ok. nè. Cái da này nè, để mình các bạn coi nha, mấy miếng da này rất là ngon luôn, mà ăn thử ngon lắm. Nó mềm mà mềm giòn á, nó giòn giòn dai dai rất là ngon nè. Đây các bạn thấy đó, mình làm khác gì chút xíu các bạn ăn sẽ cảm giác nó khác. Mà cái kho rượu này mình đâu có kho mặn, thành ra mình ăn là mình ăn này nó hao, nó ăn thịt nhiều nhiều hơn cái bánh mì và ăn cơm, rất là ngon. Rồi trứng nè, rồi mình ăn với dưa chua sẽ không làm cho mình ngán, mà cái da là ăn như vậy rất là ngon các bạn đó. Các bạn nào thích làm cái món này thì các bạn thấy đi, rồi mình vô bếp làm với mình nha. Mình làm cái kho rượu này cũng mấy mấy cách, nhưng mà mình thấy cách nào cũng ngon hết trơn á, tùy các bạn chọn lựa ha. Các bạn làm mới thử ăn đi, cái da nó rất là ngon luôn, mà cái thịt nó ngon lắm, nó dẻ chứ không phải là cái thịt nó mềm mềm xèo hay nó bủn ra, mà nó dẻo. Thôi video đến đây kết thúc nha. Rồi, Các bạn xin nào chào thích các thì bạn. vào bếp làm với mình ha. Rồi bye bye các Hẹn gặp bạn lại những nha. video tiếp theo nha các Các bạn. bạn cố gắng ủng hộ mình nha. Các bạn nào chưa đăng ký thì nhớ đăng ký giùm giúp mình ha. Cảm ơn các bạn nha. Bye Bye bye. Hẹn gặp lại sau những video tiếp theo. Bye bye các bạn nha. bye.